Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với Enica Việt Nam. Ngày hôm nay Khải sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một mẫu xe rất là hot trong phân khúc hạng A, đó chính là chiếc Kia Morning phiên bản SIAT được sản xuất năm 2016. Vào thời điểm năm 2016 thì Morning chỉ tung ra có 3 phiên bản thôi, Morning SIAT, SIMT và một phiên bản Bay. Thì đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng Morning vào thời điểm năm 2016. Nó chưa có phiên bản S Luxury. Thì đây là một mẫu xe tư nhân biển Hà Nội. Tư nhân biển Hà Nội nha các bạn, hãy nhớ nhá. Và mẫu xe này mới chỉ chạy được có 55.000 cây thôi. Bác chủ xe thì cũng mới đăng kiểm này, thời gian đăng kiểm còn rất là dài. Thời hạn đăng kiểm tiếp theo là đến tháng 3 năm 2023, còn rất là dài luôn. Tiếp theo nữa, mẫu xe này có biển số khá là đẹp. Các bạn hãy nhớ này, 52593. Rồi, một cái cũng khá là hay nữa, đó chính là 4 quả lốp. Bác chủ xe cũng mới thay. Đây, mọi người nhìn đây, 4 quả lốp này, mới thay. Còn rất là dày luôn. Đết lốp là tuần thứ 5 năm 2021. Tiếp theo nữa là toàn bộ hệ thống đèn pha, bác chủ xe cũng độ lên thành đèn LED hết rồi. Đó, rất là nhiều tính năng ưu việt trên mẫu xe Kia Morning SI 2016. Và để sở hữu mẫu xe này, các bạn chỉ cần bỏ ra số tiền khoảng hơn 300 triệu một chút thôi. Mẫu xe này cũng vẫn ngân hàng vẫn có hỗ trợ vay trả góp, thời gian vay tối đa là 5 năm và đâu đó các bạn chỉ cần bỏ ra số tiền khoảng 130 đến 140 thôi đã sở hữu một mẫu xe Morning SI 2016 rất là đẹp và được bác chủ xe đầu tư khá là nhiều các option mới độ thêm. Rồi chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết mẫu xe này. Vâng, thưa các bạn, đây là một mẫu xe tư nhân biển Hà Nội và xe không chạy dịch vụ nên chất xe nó rất là đẹp. Được sản xuất năm 2016, tính ra thời điểm bây giờ là đã 6 năm sử dụng rồi. Nhưng mà chất xe của mẫu xe này phải nói là tuyệt vời, là đẹp luôn. Thậm chí nó có thể đẹp hơn những mẫu xe được sản xuất năm 2017, 2018. Đây là mẫu xe phân khúc hạng A. Và tất nhiên thì cái màu sơn của nó là màu trắng thì nó quá là phù hợp rồi. Nhìn, các bạn có thể nhìn thấy đây, nó rất là trẻ trung, hiện đại và năng động. Chỉ hơn 300 triệu thôi. Đầu tiên thì chúng ta nhìn cái phần cụm đèn pha của mẫu xe này. Cụm đèn pha Kia Morning duy nhất trong phân khúc hạng A được thiết kế đèn pha là đèn tự động. Công nghệ đèn của nó ban đầu đó là đèn halogen projector và chủ xe đã độ lên đèn LED rồi nhá. Có giải đèn LED định vị ban ngày đây. Cái cụm đèn pha còn rất là mới này. Đó, mọi người nhìn nó rất là mới. Kể cả cái phần đèn gầm bên dưới này, mọi người nhìn nó cực kỳ là mới luôn. Rồi, chúng ta cùng sang phần phía thân xe này đi. Đây, vừa nãy Khải đã nói rồi, khi quý vị và các bạn mua mẫu xe này thì mình sẽ được lợi thế là 4 quả lốp. Bác chủ xe mới thay, nó còn rất là mới này. Ta lông lốp vẫn còn này. Đây mọi người nhìn không, ta lông lốp vẫn còn này. Đó. Và đây là một mẫu xe tư nhân một chủ nên là chủ xe đi rất là dữ. Chúng ta có thể nhìn thấy cái bộ mâm của nó nhé. Mâm phay hợp kim nhôm này, còn rất là mới, khá là ổn luôn. Không có một cái vết xước hay sức nẻ gì cả. Cái phần lòng vè bằng nhựa bên trong cũng thế này, rất là chắc chắn luôn. Gương chiếu hậu của Kia Morning thì đã được tích hợp một cái giải đèn LED báo rẽ đây và có tính năng chỉnh điện cập điện rồi nhá. Rồi chúng ta cùng kiểm tra phần máy của mẫu xe này luôn. Morning thì được trang bị động cơ là 1.25 lít hút khí tự nhiên, công suất khoảng tầm 87 mã, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp. Và điều quan trọng nhất là khi chúng ta mua một sản phẩm đã qua sử dụng thì những cái chi tiết quan trọng nhất đó chính là phần động cơ, phần hộp số là nó phải nguyên bản. Thì ở đây Enica đã kiểm tra chất lượng rồi. Khi các bạn mua xe tại Enica thì hoàn toàn yên tâm. Những chi tiết chính ví dụ như phần động cơ, phần hộp số thì Enica sẽ có văn bản cam kết đầy đủ cho mọi người. Chúng ta đang xem qua phần ốc mặt máy đấy, nó còn nguyên zin luôn và xe chưa có hiện tượng bị ẩm dầu gì cả. Rất là chuẩn luôn. Đây, cái ốc cabo của mẫu xe này cũng chưa tháo lắp này, mọi người nhìn không? Keo chỉ cabo nhé, vẫn còn zin. Rất là đẹp luôn ạ. Rồi, chúng ta cùng sang phần phía đuôi xe này một chút. Đây. Đây là một mẫu xe hạng A nhưng mà có hàng ghế thứ hai ngồi tương đối là ổn. Đấy, với một người có chiều cao tầm 1m65 như Khải đây thì ngồi cũng tương đối là
ok rồi, nó không đến mức là chật chội quá. Và đây là bộ ghế da nguyên bản của mẫu xe này. Đây, đây là ghế da nguyên bản nhé. Ghế còn rất là căng. Và đây là một mẫu xe không chạy dịch vụ thì các bạn cũng nhìn thấy đây. Ví dụ như cái phần trụ bê này, nó không bị xước sát gì cả. Đó. Rất nhiều lần Khải đã nói rồi, nhiều khi nhìn những cái xe chi tiết khá là nhỏ mình có thể đánh giá được là xe nó chạy nhiều hay chạy ít, rồi là xe có chạy dịch vụ hay không. Ở đây thì chúng ta xem qua cả những cái phần lẫy tay mở cửa của hàng ghế thứ sau, hàng ghế thứ hai. Đó, Morning thì nó rất hay bị bay màu ở những cái phần tắp ly như cánh cửa như này. Đó, nếu mà một chiếc xe nó chạy nhiều thì nó sẽ bị bay màu, nó bị đen đen ở đây. Nhưng mẫu xe này hoàn toàn là không có, còn rất là sáng sủa luôn. Rồi ở đây thì chúng ta nhìn thấy đây, xe chỉ được trang bị là cam lùi thôi, camera lùi, chưa có cảm biến lùi. Thì nếu mà các bạn muốn độ thêm option này tại NK Việt Nam với mức giá chỉ có hơn 700.000 đồng thôi thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Đây mọi người nhìn này, ký hiệu của EVN điện lực này. Đấy, bác chủ xe này trước là làm ở bên điện lực luôn nhé, không phải xe chạy dịch vụ. Cụm đèn hậu bên trong còn rất là ổn luôn này, chưa có bị nứt vỡ gì cả. Đèn hậu của Morning là đèn LED luôn nhé. Rồi chúng ta cùng xem qua phần cốp của nó. Đây. Nó hạng A thôi thì cái cốp thì gần như là chúng ta cũng chỉ thấy là nó chỉ đủ dùng thôi. Lốp sơ cua đầy đủ này, các dụng cụ thay thế lốp cũng đầy đủ luôn. Phần kết cấu phần khung ở đằng sau của mẫu xe này NK cũng kiểm định rồi. Đây mọi người xem qua một chút này. Các con ốc đinh tán các thứ này vẫn còn nguyên bản, theo nhà sản xuất, chưa bị đâm vào phần sau. Ok, phần cuối cùng mà Khải muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn ngày hôm nay đó chính là phần nội thất của mẫu xe này. Để chúng ta xem là một mẫu xe tư nhân không chạy dịch vụ thì cái chất nội thất của mẫu xe này chủ xe đi giữ gìn như thế nào. Xin mời quý vị và các bạn. Vâng, khi mà bước vào trong khoang nội thất của một mẫu xe mà bác chủ xe không có đăng ký chạy dịch vụ thì cái cảm nhận đầu tiên của chúng ta sẽ thấy đó là cái độ mới của mẫu xe này. 6 năm rồi mà chúng ta nhìn thấy đây, từ cái phần táp lô này, vô lăng, cần số, phanh tay, ghế da nó còn rất là mới luôn nhá. Đó, đây mọi người nhìn cái phím còi này, các phím bấm ở trên này. Đấy. Đặc thù của những dòng Kia Morning nhá, những cái phím bấm này nó rất hay bị mờ, nó bay màu cái ký hiệu đây này. Nhưng mẫu xe này hoàn toàn là không có. Đó. Đèn là đèn tự động. Các ký hiệu rất còn là sắc nét luôn. Cần số cũng thế này. Đó. Rất là đẹp luôn. Rồi, đây là một mẫu xe hạng A nhưng mà cũng được trang bị cả điều hòa tự động luôn. Đây, điều hòa tự động luôn. Và một cái tính năng cũng khá là hay, Khải rất thích, đó chính là tính năng dẫn đường, navigation của đây, của Thaco dành riêng cho thị trường Việt Nam. Đó, nó có cả cảnh báo tốc độ nữa. Rồi chúng ta test thử âm thanh một chút. Tình yêu cứ thế đong đầy. Xe thì chỉ được trang bị 4 loa thôi, âm thanh nó cũng nằm trong mức vừa phải, không đến mức là nó xịn sò quá. Đó, ghế còn rất là đẹp, vừa nãy Khải cũng đã nói rồi. Tắp ly các cánh cửa, ví dụ như cánh cửa lái này. Mọi người nhìn không, cánh cửa lái, các phím bấm này, hoạt động rất trơn tru và bình thường. Đấy, mọi người nhìn không, kính lên xuống này, gập gương. Đó. Đấy. Rồi phần trần xe cũng thế, rất sạch sẽ luôn. Một chiếc xe hạng A mà không chạy dịch vụ, thực sự là để kiếm được một chiếc xe hạng A mà không chạy dịch vụ nó rất là khó tìm chứ không phải là dễ tìm đâu. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là clip giới thiệu một mẫu xe khá là hot trong phân khúc hạng A, đó chính là chiếc Kia Morning phiên bản SI 1.25 AT được sản xuất năm 2016, biển Hà Nội, xe đã chạy được 58.000 cây rồi. 58.000 cây, tư nhân, biển Hà Nội nhá. 52593, biển khá là ok luôn. Một mẫu xe không chạy dịch vụ, chất xe còn rất là chất luôn. Và giá của nó cũng cực kỳ là hợp lý, chỉ hơn 300 triệu thôi. Còn nếu các bạn không muốn bỏ hết số tiền đấy ra thì chúng ta có thể lựa chọn hình thức trả góp. Và các bạn chỉ cần bỏ ra số tiền là 130 triệu thôi là có thể dinh mẫu xe. Khá là ổn trong phân khúc hạng A rồi. Và ưu điểm vượt trội của mẫu xe này nữa nhé, phụ tùng thay thế của Kia nó rất là rẻ, nó cực kỳ là rẻ luôn. Nó ngang như của Toyota và đi rất là bền, không có nhược điểm gì trên mẫu xe Kia Morning. Hơn 300 triệu. Rồi các bạn quan tâm đến mẫu xe này hãy nhấc máy gọi ngay cho Khải theo số điện thoại là 0911241881 để được hỗ trợ và tư vấn trực tiếp về mẫu xe Kia Morning SI 2016. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình giới thiệu xe lần sau.